ngày 26 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội lần đầu phạt án tù đối với các bị cáo trong đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích yêu thương mại. Hội đồng xét xử tuyên phạt Cai Guo Lin 1982, quốc tịch Trung Quốc, 36 tháng tù, Cai Guo Fan 1965, quốc tịch Trung Quốc, 30 tháng tù, Triệu Thị Hoàng 1978, Thanh Hóa và Hoàng Thị Thu Trang 1992, Hương Yên, 20 tháng tù, Nguyễn Thị Ngọc 2000, Bắc Ninh, 15 tháng tù về cùng tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích yêu thương mại. Theo cáo buộc, Cai Guo Lin làm việc tại bệnh viện tư nhân hiếm muộn và thụ tinh ống nghiệm ở Trung Quốc, do Wu Heong chưa xác định được lai lịch, làm chủ. Đầu tháng 9 năm 2018, Wu Heong giao nhiệm vụ cho Cai Guo Lin và Cai Guo Fan thanh lịch Việt Nam tìm người mang thai hộ, thanh lịch Campuchia cấy phôi thai rồi đưa về Trung Quốc. Qua giới thiệu của một bác sĩ người Trung Quốc, Cai Guo Lin đến phòng khám ở Cầu Giấy bắt gặp Hoàng Thị Thu Trang, là y tá kiêm phiên dịch của phòng khám. Cai Guo Lin nói cho Trang biết mục đích thanh lịch Việt Nam để tìm người mang thai hộ và nhờ Trang làm phiên dịch trong suốt quá trình tuyển chọn, giao dịch, đưa thiếu phụ mang thai hộ thanh lịch Campuchia để cấy phôi. Nữ y tá nhận lời và cùng Cai Guo Lin đến cổng bệnh viện phụ sản Trung ương dò hỏi những người bán nước. Nhờ vậy, cả hai được giới thiệu bắt gặp Triệu Thị Hằng, làm nghề bán báo và tấn công giày dạo trước cổng bệnh viện. Cai Guo Lin nhờ Hằng tìm người mang thai hộ với giá 300 triệu đồng người lần mang thai. Việc thanh toán sẽ phân thành nhiều đợt. Hằng đã tìm được nhiều thiếu phụ sẵn sàng mang thai hộ. Ngày 11 tháng 12 năm 2018, những người thiếu phụ mà Hằng giới thiệu bay vào thành phố Hồ Chí Minh chờ đi Campuchia cấy phôi. Ngày 13 tháng 12 năm 2018, do lo quản hồn bị nhóm người Trung Quốc lừa bán nên một trong số những người thiếu phụ thể trên đã gọi điện báo về gia đình, nhờ trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, công an quận 3, thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, phát hiện đường dây mang thai hộ. Quá trình điều tra, Cai Guo Fan không thừa nhận cùng Cai Guo Lin đưa 7 thiếu phụ diệt thanh lịch Campuchia để mang thai hộ mà chỉ đi cùng Cai Guo Lin đưa những người thiếu phụ trên đi du lịch. Tuy nhiên, Cai Guo Lin khai, Cai Guo Fan là người được Cai Guo Ông thuê thanh lịch Việt Nam để hỗ trợ và giám sát Cai Guo Lin trong quá trình thỏa thuận đối với những người mang thai hộ và cùng những người trên thanh lịch Campuchia để cấy phôi. Căn cứ lời khai các bị can và tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, cáo trạng cho rằng đủ căn cứ xác định Cai Guo Fan đồng phạm với Cai Guo Lin về tội tổ chức mang thai hộ gì.